Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái buổi tập giãn mở bụng dưới. Bụng dưới là cái nơi mà dễ lên mỡ nhất trên cơ thể chúng ta, nhưng đồng thời cũng là cái nơi khó giảm mỡ nhất trên cơ thể chúng ta. Đặc biệt nếu bạn là cái người làm việc văn phòng hay là các bạn làm một cái công việc mà ngồi nhiều á, thì cái mỡ bụng dưới của chúng ta cực kỳ dễ lên mỡ. Và đó cũng chính là lý do mà mình làm video của ngày hôm nay. Đây là những cái bài tập giảm mỡ bụng dưới cực kỳ đơn giản nhưng đồng thời rất là hiệu quả. Chính vì là nó đơn giản nhưng mà hiệu quả nên khi mà các bạn luyện tập á, thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là rất là mệt cũng như là đau cái phần bụng dưới chúng ta rất là nhiều nha. Bởi vậy á thì chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực trong cái buổi luyện tập ha. Và sau 3 tuần các bạn luyện tập á, thì đảm bảo rằng các bạn sẽ thấy là cái phần bụng dưới của bạn á, có một cái sự thay đổi cực kỳ rõ rệt luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào luyện tập nha các bạn. Let's go! Bây giờ chúng ta sẽ tới cái bài tập đầu tiên của cái buổi tập bụng dưới ha. Ở cái tư thế bắt đầu nó như thế này, các bạn nghiêng ở một góc như thế này ha. Cái tay của chúng ta đặt ra sau lưng như thế này để mà không có bị đau lưng dưới. Đồng thời hai chân các bạn giơ thẳng lên như thế này ha. Các bạn đá lên này, các bạn đá xuống như thế này. Thực hiện là 45 giây ha. Các bạn thực hiện là 45 giây. Còn nếu mà các bạn không thể cân được giây á, thì các bạn cân khoảng 45 lần lên xuống như thế này. 8, 9, 10, 11, đấy kiểu vậy á, thì 40 lần, 40 đến 45 lần. Còn cái hơi thở của chúng ta á, là hơi thở đều. Mình không có đếm bởi vì mình mắc nói chuyện với các bạn đó. Đây này, hơi thở đều là như thế này này. Mình sẽ nghiêng qua bên này một tí để các bạn thấy hơn, dễ thấy hơn. Hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng. Các bạn sẽ thấy là cái bụng dưới của bạn nó bắt đầu ê ẩm rồi đó. Ok. Ở cái bài tập thứ hai thì các bạn nằm xuống sàn như thế này luôn. Cái đầu của chúng ta chạm xuống sàn luôn ha. Đồng thời cái gối của chúng ta quỵ xuống như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy này. Các bạn giơ ra như thế này. Sau đó các bạn trở về như thế này. Kéo lên như thế này. Ha. Đó. Các bạn thực hiện là 20 lần nhé các bạn. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Nhớ là cái lưng của chúng ta không được võng lên nha. Cái lưng của chúng ta mà khi nằm xuống sàn, mà đặc biệt sàn xi măng á, mà nó bị võng á, thì nó sẽ kêu bộp bộp giống như là cái tiếng mà đánh rắm vậy đó. Nhưng mà nếu mà không có tiếng đánh rắm á, thì có nghĩa là các bạn không bị võng lưng ha. Đó. Thì mình không bị võng lưng nữa, các bạn thấy là mình nằm giữa cái sàn xi măng nhưng mà không có nghe cái tiếng đánh rắm đúng không? 8 9 10 11. Bài này là một cái bài tập mà đá lăn rất là nặng đấy, nhưng mà mình muốn là cái bài tập này á là giúp cho các bạn là vào nhiều cái phần bụng dưới nhưng mà nó nhẹ hơn. Có nghĩa là nó ít khó hơn đấy chứ không phải là vào bụng dưới ít hơn đâu nha. 15 16, cố lên nhau các bạn. Cái bài này khá nặng đấy. 17 18 19 20 Bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái bài tập số 3 ha. Cái bài tập số 3 như thế này. Các bạn nằm xuống sàn như thế này. Đồng thời cái chân của chúng ta thẳng ra, đầu của chúng ta nhấc lên. Đây, các bạn hạ xuống đây, hạ xuống gần chạm sàn, lên thì một góc gần khoảng tầm 80 độ thôi, đừng 90 độ, 90 độ là vuông góc á, chân thẳng như thế này, thực hiện là 15 rep thôi ha, bài này 15 rep là quá đủ rồi. 1, xuống hít vào, lên thở ra, 2, 3, 4, 5, nhớ siết cái phần bụng lại này. 6, lưng của chúng ta không bị võng này, lưng không võng này. 7, siết bụng, lưng không võng, nằm song song với sàn nhà ha. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Bây giờ chúng ta tới cái bài tập leo núi. Cái bài này thì nó hơi khác lạ một tí ha. Đây, các bạn chống tay như thế này.
Đồng thời các bạn đưa chân tới trước, chéo chân như thế này. Các bạn thực hiện chậm thôi nha. Thì khoảng là 10 lần cho mỗi bên ha. Là 20 lần cho hai bên đó. 4, 5, 6. Thực hiện chậm thôi. Để cảm nhận cơ bụng dưới tốt hơn. 7, 8, 9. Nhớ siết cái phần bụng lại. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hơi thở đều. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái bài tập cắt kéo nha các bạn. Nghe cái bài cắt kéo nghe lạ đúng không? Đây này, thực ra là nó như thế này này. Các bạn đưa chân qua như thế này. Các bạn đưa chân về như thế này. Đây. Đồng thời các bạn siết cái phần bụng lại ha. Các bạn thực hiện chậm thôi, khoảng 20 rep ha. 4 5 6 để mà các bạn cảm nhận cơ bụng tốt hơn. 7 8 9 hơi thở đều ha. 10 11 12 13 14 các bạn sẽ bắt đầu thấy ê cái bụng dưới rồi. 15 16 17 18 19 20. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái bài tập siết bụng và nghỉ ngơi giữa một cái buổi tập ha. Thì ở cái bài tập các bạn giữ yên như thế này cho mình. Khoảng 40 giây đến 50 giây. Các bạn giữ yên như thế này. Siết bụng như thế này cho mình ha. Đây này, siết bụng này. Đó. Một góc như thế này các bạn siết khoảng 40 giây. Cái bài tập này á là nó ăn vào phần bụng dưới nhưng đồng thời á là một cái bài tập dễ và nghỉ ngơi dưỡng sức giữa hiệp mà nó không có bị kiểu như là nó không có bị nguội cơ đấy. Đây, liên tục như thế này 40 giây ha. Để chuẩn bị cho một cái buổi bài tập nặng tiếp theo. Đó. Hơi thở cũng là hơi thở đều. Ok. Sau khi mà chúng ta đã thực hiện xong cái bài tập khá là đơn giản và một cái bài tập gần như là nghỉ ngơi giữa hiệp, thì bây giờ chúng ta tới một cái bài tập tương đối là nặng ha. Thì ở cái bài tập này nó như thế này. Các bạn lấy một cái bình nước ha. Đây, cái bình nước này nha. Các bạn bỏ vào đây. Sau đó các bạn một cái bình nước hoặc là một cái tạ hoặc là cái gì đó cũng được ha. Các bạn bỏ qua bên này như thế này. Đây. Các bạn đưa qua đưa về như thế này ha. Đó. Đây là một cái bài tập mà nó cực kỳ vào bụng dưới mà nó rất là phê cái phần bụng của chúng ta nha các bạn. Bạn nào mà tập ở nhà mà bạn tập cái bài này thôi, một bài này thôi cũng đủ được rồi. Là nó vào toàn bộ cái phần bụng dưới rồi, nó ăn ghê lắm. Khoảng 40 lần cho hai bên. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mình thực hiện khoảng 30 lần thôi nha. Bởi vì mình không muốn mất nhiều thời gian của các bạn á. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Gập bụng in and out. Đây, nó như thế này. Các bạn đưa hai chân lên như thế này. Sau đó các bạn đưa chân ra như thế này. Đây. Các bạn chạm cái mũi bàn chân xuống đây luôn ha. Các bạn đưa vào đây. Hai tay của bạn chống ra sau ra như thế này. Để cho cái phần lưng dưới của chúng ta không bị đau. Đây. 1. 15 rep nha. 2. 3. Vô á thì hít vào, ra thì thở ra. Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Nhớ siết cái phần bụng lại. 13, 14, 15. Ok. Sau khi mà chúng ta đã nằm rồi ngồi tập quá trời, thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái bài tập đứng ha. Thì cái tư thế bắt đầu nó như thế này. Cái bài tập này gọi là bài tập chạy nâng cao đùi. Đây. Các bạn nhớ siết cái phần bụng lại khi mà các bạn chạy ha. Bài này nó ăn rất là nhiều phần bụng và siết phần bụng của chúng ta rất là giữ ở cái phần bụng dưới của chúng ta. Nhưng mà nhược điểm của nó là khá là mệt, nên là bạn nào mà có sức á thì tập, còn bạn nào mà sức mà còn hơi yếu á thì có thể tập bài này khoảng vài chục giây thôi, ví dụ như hai ba chục giây thôi cũng được.
không cần phải tập 40 giây hay là 45 giây đâu. Bởi vì nó mệt lắm. Ok. Rồi, sau đây là chúng ta đã hoàn thành cái buổi tập bụng dưới của ngày hôm nay ha. Thì các bạn nhớ một cái điều như thế này. Với cái buổi tập bụng dưới của ngày hôm nay á, thì các bạn thực hiện cho mình từ 2 cho đến 3 vòng lặp lại trong một buổi tập ha. Và để mà các bạn có một cái buổi luyện tập hiệu quả, cũng như là có một cái body thon gọn, săn chắc, fitness hơn á, thì vào bữa phụ cũng như á, là bữa trước khi mà các bạn luyện tập á, nếu các bạn đang có nhu cầu giảm mỡ tăng cơ, thì các bạn có thể là đến với sản phẩm Soy Protein hỗ trợ cho cái việc mà các bạn giảm mỡ tăng cơ. Thì Soy Protein á, các bạn có thể là thay thế cho bữa phụ cũng như là bữa trước khi mà các bạn luyện tập, nếu các bạn đang có nhu cầu giảm mỡ tăng cơ. Còn nếu mà các bạn đang mong muốn là tăng cân tăng cơ nhưng mà giảm mỡ bụng dưới, thì các bạn có thể là đến với MacFit hỗ trợ cho cái việc mà các bạn cung cấp nhiều calo dinh dưỡng giúp cho các bạn là tăng cân tăng cơ nhưng không lên mỡ ha, cũng là thay thế cho bữa phụ và trước khi mà các bạn luyện tập. Các bạn mua hàng thì nhớ liên hệ cho mình ha. Soy Protein giảm mỡ tăng cơ, mát tăng cân tăng cơ nha các bạn. Mình uống bột nha các bạn. Hôm nay thì mình uống mát, mát tăng cân tăng cơ. Hôm sau thì mình sẽ uống Soy Protein nha các bạn. Rất là ngon. Chào các bạn.